cho các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Nếu ai là fan ruột của cái chiếc Wadon 2009 thì bạn không nên bỏ qua cái bản độ hôm nay. Cái chiếc Wadon 1/10 2009 độ chạm đến hôm nay là một cái bản nâng cấp hội tụ đủ hai yếu tố nổi bật về gam màu đi cùng với dàn đồ chơi cực đẹp. Chiếc sơ đồ vừa thể hiện được cái cách tính lạ mắt, vừa lại mang đến hiệu năng vận hành tốt nhất khi so với các mẫu xe nguyên bản. Cái phần chắn gió trước được ốp cạc bằng bờ làm chút điểm nhấn cho nó đẹp hơn, liên lạc với phần mặt nạ ở bên dưới. Cái kính chiếu hậu chassis được thay đổi lại cấu trúc để bắt trên cũng rất đẹp. Hai bên là cặp thắng dầu từ hai quốc gia khác nhau. Bên trái là của Christie thị trường Nhật Bản, còn bên phải là Rainbow Asset. Phía trên là cái bình dầu Rainbow cùng với cái nắp CNC. Thiết kế lại toàn bộ dàn đầu theo phong cách riêng với điểm nhấn là cụm công tắc Domino cái kết hợp với cụm ga tăng tốc đèn hay ga để cho phép người dùng rút ngắn hành trình giúp chiếc xe được bay nhanh hơn. Còn cái cụm mini ở bên trong chính là sản phẩm của Ducati dùng làm cái công tắc đề máy và tắt máy nhanh rất tiện lợi. Còn đây là cái trợ lực của S kẹp cổ chống giãn phần đầu khi đi tốc độ cao. Đây là một dòng sản phẩm xuất xứ đến từ trường Thái Lan, một thương hiệu đã tạo nên tên tuổi ở Việt Nam nhờ vào chất lượng cùng với màu mã. Cái phần chó đèn trước mang cái style mắt lé, chỉ một bên được giữ nguyên bản, còn bên kia đổi lại gương cầu mắt đỏ. Cái dàn chân trước ở dụng chương trình để thắng Kinas mang kích thước lớn đi cùng với con heo dầu phanh đồ logo đỏ bốn bit đối xứng, vừa đẹp vừa tạo cho lực phanh mạnh mẽ hơn cho chiếc xe khi giảm tốc. Chi tiết ở dầu heo được bấm đầu rất nhiều đi cùng với đó ngắt dầu tốn kém. Dàn chân ở dụng chương trình Camel Power, một thương hiệu chi xe sức vành, có cái đường kính nhỏ cho các dòng tay ga đến từ Indo, đây chế cháo cho rất nhiều mẫu xe tay ga ở Việt Nam. Tiếp đến hệ thống phanh đĩa sau với con heo dầu là Arcos, với cái chú heo dầu là Ancho 2 mít đối xứng đi cùng ở dòng heo store, xung quanh là rất nhiều chi tiết ốc đi nằm tạo chút điểm nhấn, chân chống inox cùng với lò xo 7 màu khá nổi bật. Cái phần giảm sóc là mắt hiếm gặp ở Việt Nam mà chiếc xe này đang sử dụng, thương hiệu đến từ Real Racing. Mẫu phục này đến từ bên DeLong, chuyên cung cấp những mẫu phục độc quyền theo yêu cầu người đặt hàng. Exciter 1/10 nâng cấp toàn bộ với dàn đồ chơi đắt giá. Các chiếc trên mặt Exciter 1/10 nổi tiếng hôm nay, sở cho mình chế ngoài vô cùng ấn tượng và được anh em chơi xe đánh giá rất cao về hiệu năng lẫn tính thẩm mỹ của nó. Chính những món đồ chơi cực kỳ chất với mức giá cao đã làm cho chiếc xe thêm chút hấp dẫn và gây mê người nhìn khi xe ở trên phố. Phần đầu xe được nâng cấp nhẹ với cụm nâng tốc đồ nầu cùng với hai ống ga CC vàng để rút ngắn hành trình trên xe để bay nhanh hơn. Hai bên là cặp tay thắng CC cạc hồng bờ đi cùng với bản lề CC phù hợp với cụm zin của cái dòng lực Exciter 1/10. Phần đờ mi phá xương phía trước làm mới lại bằng một cái bộ nhựa nhám lưới kết hợp cùng với led Audi tạo nên cái sự lạ mắt cho xe. Mặt nạ cũng được khoét lỗ để bắt cái biển trước tạo ra phong cách tương tự các dòng hai bánh ở Indo. Tiếp đến là cái giảm sóc hành trình ngược có phần tiêu hụt lớn, đem lại khả năng đàn hồi im ái đậm xe hơn. Phía bên ngoài là địa thắng của Porsche kiểu dáng xếp ngang kết hợp cùng theo dòng Ancho Bliss 2 bit đối xứng, đem lại cái lực mạnh mẽ hơn cho con xe này. Trong khi đó, cái phần về trước lấy từ cái dòng lực Winner 1/10 cho cái nhìn thể thao khi kết hợp với cặp phục ốc xe đầu. Lốc máy được thiết kế lại trong suốt cho phép người nhìn có thể thấy được cái sự vận hành ở bên trong bộ nội Puma 5 so mà chiếc xe này đang sử dụng. Xung quanh là nhóm V5 điện phân lên gam màu tím đi chung trong cực kỳ mắt. Cái dàn chân sau là bộ gấp đi cùng với cái mâm XR mô phỏng rất giống với kiểu dáng của gấp N. Tuy nhiên trọng lượng nhẹ đã được gia công sẵn cho Exciter 1/10, sử dụng không cần phải chế cháo một chi tiết nào. Cái giảm sóc là phục Holim tính từ Thụy Điển, được sản xuất dành riêng cho Exciter 1/10 sử dụng, với tổng chiều cao là 208m, đi cùng chiếc bình dầu phụ có đính chỉnh để kiểm soát đàn hồi nhanh hay chậm với chiếc xe yêu của bạn. Hai thở là cái bộ STB Carbon kết hợp cùng chiếc cabo Titan ở khúc, đem lại cách âm thanh lực hơn, ngoại hình cũng bắt mắt cho cái chiếc xe đậu. Lên cái lon bô đậu còn có lợi thế ngoại hình gọn gàng, giúp chiếc xe show hết được toàn bộ cái phần cấp cao của máy.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like và subscribe.